Chào mừng các bác đến với kênh review của BKBuy. Sau đây em giới thiệu về mẫu xe đạp Galaxy Brussels 01. Một mẫu xe đạp rất là tốt trong tầm giá này. Bên em đang bán tầm loanh quanh 5 triệu. Bởi vì trước đây thị trường nó bán tầm hơn 6 triệu thì nó cũng hơi bị đắt. Nhưng mà hiện tại thì thứ nhất là bên công ty nó đã sale giá cũng khá là tốt. Và thứ hai bên em thì cũng chuyên bán, nó thực sự là cũng phá giá thị trường. Lúc nào vì là bán tại nhà cho nên là lúc nào để giá cũng rất là tốt. Con này 5 triệu có một điểm nhấn, đó là Meyer cối thả và lip Shimano. Và khung nhôm thì chắc chắn rồi, càng nhôm, full nhôm luôn, group Shimano, cực kỳ ngon. Lắp toàn đồ Nhật và đồ Đài Loan thôi. Galaxy thương hiệu nổi tiếng của Đài Loan rồi, các bác cũng rất là, chắc là cũng thấy rất là nhiều rồi. Ở cái tầm giá mà tầm từ 3 đến tầm 7-8 triệu thì nó là một thế lực rất là lớn. Bởi vì nó là cạnh tranh về cấu hình rồi, chứ không phải là cạnh tranh về thương hiệu. Tức là thương hiệu nó không ăn nhiều vào cái giá thành. Con này sở hữu khung nhôm này. Đấy, khung nhôm, dây âm sườn, cực kỳ đẹp. Sơn là sơn tĩnh điện nhá, 3 lớp cao cấp. Đây là mối hàn nhôm ở dưới đáy. Và đùi đĩa nhôm, ổ trục cốt vuông bạc đạn. Đây, ổ trục này thì trơn rất là bền, trơn và nhẹ nhàng. Cọc yên là cọc yên nhôm đúc, in Galaxy da mềm thì tất nhiên rồi. Đấy, cái cọc yên này thì trông từ xa nó đẹp, bởi vì nó dùng một ốc lục 6 để vít từ dưới lên, nó không phải dùng ốc 13 hay 14 vắt ngang ấy. Con này có sẵn 3 ga chấn bùn nhá. Đấy, các bác có nhu cầu đi học, đi làm thì nó thoải mái, bởi vì nó đi nó sạch sẽ, vì chấn bùn là chấn bùn full. 3 ga thì rất là dày dặn, cứng. Đây cũng là nhôm nhưng mà nó là nhôm đặc luôn nhá, cực kỳ cứng, chở tải lên tới 50 cân thoải mái. Đây, cái chắn bùn rất là dài và có một cái cầu nối tanh thì bằng nhôm, nó giống như chắn bùn của bản Gian ấy mà 320.000 một đôi ấy. Nói chung loại này lắp được cái là lắp cái chắn bùn này rất là đẹp. Chân chống là chân chống đa điểm. Meyer là Meyer nhôm, trục chốt. Cối là cối thả nhá, như em nói rồi, tầm 5 triệu mà lắp cối thả thì rất là ngon. Và đặc biệt tí nữa em sẽ quay cái clip nhá. Cái clip nó là clip của Shimano luôn, tức là clip của Nhật luôn. Lắp rất là chịu chơi luôn. Còn đây tiếp theo là vành nhôm 2 lớp. Và vành này 3cm nhé. Vành này rất là dễ mua van, bởi vì vành nó mỏng, vành dày quá mua nó khó. Lốp là lốp Kenda nhé. Kenda xịn sẽ dập nổi chữ như này. Đây là Kenda xịn. Kenda fake thì thường nó chỉ sơn mũi sơn thôi. Con này lốp 735C. Đây, đi phố rất là mượt và chở nặng cũng được. Mà đi nó cũng nói chung tương đối lướt và nó cũng tương đối đầm, chứ nó không bị lướt quá mà nó cũng không bị sóc quá. Đây là đặc điểm của con này. Tiếp theo thì là đến càng trước. Đấy, phía trước nó lắp càng nhôm nhá. Đây, càng nhôm này, mỗi hàn nhôm, mỗi hàn vẩy nến. Các bác nhìn quen, nhìn mỗi hàn là biết thôi, không cần phải nhìn đến, không phải dùng đến 500 để thử đâu, vì nhìn mỗi hàn mà. Mỗi hàn thép nó khác hẳn. Trước là Meyer nhôm trục chốt, vành bánh lốp cũng như phía sau thôi. Các bác để ý cái thông số lốp một tí để sau này mình đi mua thay xăm nó dễ, còn lốp này thì dùng 5 6 năm mới hỏng, cho nên không phải lo những vấn đề này. Lốp này là bơm từ 3,5 đến 5,3 cân nhá. Tức là mình thường bơm tầm 4 cân rưỡi là ok. Bên em hay bơm 4 cân rưỡi lắm. Tiếp theo thì là con này số khung thì dập chìm này. Dập chìm. Nói chung hàng hãng của Galaxy thì nó cũng rất là chỉnh chu. Phanh là phanh của Tektro. Bóp nhả cực kỳ mềm. Cực kỳ mềm nhá. Và cực kỳ bền. Và cái má phanh cũng rất là bền. Dùng hàng năm cơ mới phải thay. Đấy. Tiếp theo là tay phanh. Tay phanh và tay đề thì nó tích hợp một chỗ, thì nó là mã là F500. Lên những đời cao thì nó tách ra là phanh riêng và đề riêng. Con này là Shimano F500 của Nhật nhá. Và có dẹp nổi chữ như này. Đây các bác đi xem đồ cũng để ý. Không phải mỗi con này đâu. Các cái dòng rẻ thì thường nó không dẹp thôi. Chứ còn hàng hãng ví dụ như Galaxy, Trinic, California thì nó đều là lắp Shimano xịn. Thì nó đều dẹp nổi chữ như thế cả. Tay nắm hay tay nắm da mềm. Và có cái G chống mỏi. Nói chung là đi xa đỡ mỏi hơn nhiều. Ghi đông vô tăng là của bằng nhôm luôn. Và chất sơn cực kỳ tốt, bởi vì sơn lên nhôm thì nó thường nó sẽ bám sơn và bền. Đây bên này cũng thế, tay đề nó cũng như bên kia. Bên này là tay 8. Đây là sườn bên này. Đấy, năm nay làm cái tem rất là đẹp. Gạt trước là lắp gạt Shimano Tour Nated. Gạt này thực sự là em không đánh giá quá cao, nhưng mà trong tầm giá nó cũng rất là ổn, vì nó là của Shimano. Nhưng mà củ sau thì thực sự là rất là ngon, bởi vì củ là củ của Antut, chuyển đằng sau nhiều. Củ Antut cực kỳ mượt mà. Và lip đặc biệt là lip Shimano nhá, lip Shimano HG 200 8 tầng. Lip này bền, cực kỳ bền. Nó lắp với cái cối thả ấy nữa thì nói chung là xe này chẳng có gì phải bảo hành cả. Có mỗi nói thực sự là để mà cái xe nó hay hỏng thì thường nó chỉ hay hỏng cái bê đan thôi. Mà bê đan thì thường các cửa hàng cũng ít bảo hành, bên em chỉ bao test một tuần bê đan. Còn lỗi thì bên em thay mới, à quên đi. Lỗi thì bên em hỗ trợ giá tốt để thay thôi.
Bê-đan thì không có con nào là điểm nhấn được đâu nhá, bởi vì những xe 20-30 triệu thì bê-đan thường nó cũng đều. Con này là lắp bê-đan nhôm, với nhôm là cũng gọi là khá khá rồi, nói chung dùng tầm 5 là phải thay cũng ổn rồi. Còn bảo nó bền thì cái bê-đan lại không bền lắm. Rồi, cảm ơn các bác xem hết video nhé. Có nhu cầu thì vui lòng inbox cho em. Bên em có màu đây là đen đỏ và đen xanh đấy nhá. Rồi, chào các bác.